Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Vãi trường, kia chính là con khỉ gì gì đó. Con khỉ gì gì đang làm cái quái gì vậy? Những con quái vật đầu chọc đúng là của con khỉ đó. Ôi trời ơi! Phía sau còn có rất nhiều quái vật khổng lồ khác nữa. Cũng không biết là con khỉ này đang nói cái gì nữa. Ảo thật đấy! Sau khi ta ăn khối năng lượng này, thì lúc đó là lúc kết thúc của gã đầu chọc ngươi. Con khỉ đã ăn cái cục màu xanh đó. Vãi trường, cơ thể của hắn đang phát sáng lên. Tự nhiên có một cảm giác rất tồi tệ. Chúng ta hãy về nhà trước đã. Con vua khỉ này thật là khủng khiếp. Nó lại mạnh hơn rồi. Hôm nay có vẻ là nguy hiểm. Tại sao con vua khỉ đó lại rời đi khỏi đó rồi? Hắn muốn bỏ chạy sao? Không phải, hắn ta chắc đang chuẩn bị tấn công rồi. Phải làm gì bây giờ? Vào nhà tìm cách đối phó. Mất đi Tiểu Cường, cảm thấy không an toàn. Tôi vừa nhìn thấy rất nhiều quái vật bên cạnh vua khỉ. Tôi thực sự đã nhầm lẫn đầu chọc anh với họ. Anh có cách gì phân biệt không? Bây giờ hai chúng ta sẽ đặt ra một khẩu hiệu. Khẩu hiệu sẽ là Cường ca đẹp trai thông minh nhất vũ trụ. Cậu đã nghe rõ chưa? Được rồi, Cường đẹp trai. Khi nào thì Tiểu Cường sẽ trở về thế? Thời gian tính toán cũng gần như hoàn thành nâng cấp rồi. Không có vấn đề gì thì hẳn là hôm nay có thể trở về. Hy vọng là hôm nay có thể yên bình. Âm thanh gì thế? Bên ngoài có động tĩnh. Gấu chó đột biến. Người hôm nay nhất định phải hạ được gã đầu chọc. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Chủ nhân, ngài cứ chờ tin tốt từ tôi đi. Hình như là gấu chó đột biến đang tới. Không tốt, nhanh vậy sao? Con gấu đột biến này sao trông khác lạ thế? Không tốt, con gấu này đã được nâng cấp. Cậu hãy chạy đi. Tôi sẽ ngăn chặn nó lại, tôi sẽ đến chỗ cậu sau. Cường ca, anh hãy cẩn thận đấy. Vãi trường, tôi phải chuồn trước cái đã. Cường ca, anh nhất định là đừng có làm sao nhé. Chờ đã, cái âm thanh gì thế? Vãi trường, là một đám sóc đột biến, chạy mau. Cũng không biết bây giờ Cường ca thế nào rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám sóc đột biến đó. Tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi đã. Mệt chết tôi rồi. Cường ca, tại sao anh lại ở đây? Tôi đã đợi cậu ở đây rất là lâu rồi. Có chuyện gì thế? Cường ca không phải đang chiến đấu với con gấu đó sao? Chắc chắn người này có vấn đề. Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Đúng rồi, tôi sẽ thử với khẩu hiệu của Cường ca. Cường ca đẹp trai thông minh nhất vũ trụ. Cường ca đẹp trai. Cậu đang nói cái gì thế? Tôi chả hiểu cái gì cả. Người không phải Cường ca, đừng có giả vờ nữa. Trời ơi quái vật, máu cứu tôi. Cậu đang cần sự trợ giúp sao? Đúng rồi, nhanh giúp tôi. Tôi đến đây. Trời đất, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Tiểu ngốc, cậu đang ở đây sao? Tôi tìm cậu nửa ngày rồi. Cái gì lại đến nữa? Mau tránh xa tôi ra, đồ quái vật. Ngươi đừng có giả vờ nữa. Tiểu ngốc, cậu đang nói cái gì thế? Tôi là đầu chọc thật mà. Vậy anh hãy đọc khẩu hiệu xem nào. Tôi là Cường ca đẹp trai và thông minh nhất vũ trụ. Đúng thật là Cường ca rồi. Vừa nãy có một con quái vật giả mạo anh, tôi suýt chết. Anh đã thoát khỏi con gấu đó chưa? Tạm thời là an toàn, nhưng tôi cảm thấy con gấu biến dị lần này rất mạnh. Tôi còn cảm nhận được là Tiểu Cường đang ở gần đây. Này nhóc, cậu có nghe tiếng gấu kêu không? Tôi có, cảm giác như nó đang ở gần đây. Chính là con gấu đột biến đó. Sao nó còn đuổi theo? Phải làm sao đây Cường ca? Chúng ta sẽ không chết ở đây chứ? Đừng sợ, tôi cảm thấy Tiểu Cường đang đến rồi. Anh đừng có nói dối tôi. Quả nhiên là Tiểu Cường Hoàng Kim đã đến. Đây chính là bản nâng cấp sao? Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt. Hoàng Tiểu Cường của ta, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Báo cáo chủ nhân, nâng cấp hệ thống đã hoàn thành. Đã khiến chủ nhân phải chờ đợi lâu rồi. Chúng ta không phải sợ con khỉ đó nữa. Nếu nó còn dám tìm đến, Tiểu Cường trực tiếp bổ cho nó một phát. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm vua khỉ Di Di báo thù sao? Chuyện này thì để về nhà sẽ nói sau. Về nhà thôi. Cái gã đầu chọc đáng ghét, dám tiêu diệt gấu đột biến của ta. Thật sự là tức quá mà. Ngươi chính là người ta nuôi dưỡng cẩn thận. Hãy tiêu diệt gã đầu chọc đi. Chủ nhân cứ yên tâm, tôi sẽ tiêu diệt hắn cho ngài. Mau đi đi. Cứu tôi, có ai cứu tôi với? Cậu có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Hình như là có. Phía sau có quái vật, cứu tôi với. Lũ quái vật đáng ghét, tất cả sẽ phải nằm xuống trước Cường ca. Xuống địa ngục sám hối đi. Tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Cậu vàng, tại sao anh lại ở đây? Tôi đã bị con quái vật đáng ghét đó truy đuổi đến đây. Nếu không có anh, chắc hôm nay tôi phải xanh cò rồi. Vậy bây giờ, anh tính sẽ đi đâu nữa? Tôi sẽ đi săn trong rừng sâu phía Tây để kiếm chút đồ ăn. Vừa vặn là tôi chung đường, cùng đi thôi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Mau đi thôi. Tại sao tôi cảm thấy con chó này có chút vấn đề? Không phải quái vật chứ? Cường ca, anh hãy cẩn thận phía sau. Tiểu Cường, mau cứu Cường ca. Tiểu Cường,
tại sao anh không phát hiện ra quái vật sớm hơn? Cường ca đã bị con quái vật đó tấn công lén lút. Con quái vật đó là sản phẩm đã được cải tạo nâng cấp, cho nên tôi cũng không thể nào phát hiện ra được. Đáng ghét, chúng ta đi xem anh Cường thế nào rồi, hy vọng là không sao. Cường ca, anh chết thảm quá. Lão đại vẫn chưa có chết mà, chỉ là bị ngất xỉu một chút thôi. Vậy hãy mau đem Cường ca về nhà đi, tránh quái vật lại tìm đến. Tuân lệnh. Tuyệt vời, Cường ca không chết là may rồi, tất cả đều do con khỉ gì gì đáng ghét đó gây ra. Âm thanh gì thế? Lại là cái con khỉ đáng ghét đó, trông bọn chúng đang có vẻ vui mừng chuyện này. Tôi sợ lát nữa chúng lại tấn công thì sao, phải nghĩ cách nào đó. Đúng rồi, có Hoàng Tiểu Cường ở đây thì không phải sợ. Cường ca, anh phải mau tỉnh lại đi. Không tốt, bên ngoài là tiếng quái vật. Gã đầu chọc đó bây giờ chỉ còn chút hơi tàn. Hôm nay, nhất định phải tiêu diệt được gã đầu chọc đó. Hai người hãy cùng nhau xông lên đi. Tuân lệnh chủ nhân, đừng làm ta thất vọng. Quái vật lại đến rồi, là quái vật đã được nâng cấp. Hãy bảo vệ Cường ca, đừng để quái vật làm hại anh ấy. Chế độ bảo vệ đã được khởi động. Hy vọng Tiểu Cường có thể vượt qua được. Đợi đã, trên mái nhà có một đàn sóc đột biến đang nhìn tôi. Tôi bị hoa mắt sao? Không đúng, đây chính là sự thật mà. Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Cường ca có quái vật, kỳ lạ, Cường ca đi đâu rồi? Âm thanh gì thế? Vãi trường, là zombie trên ngọn cây. Hôm nay là ngày gì thế? Hết sóc đột biến, rồi bây giờ lại đến zombie trèo cây. Có người gõ cửa, chẳng lẽ đầu chọc đã trở về? Tiểu ngốc, mau mở cửa cho tôi quên chìa khóa. Không đúng, đầu chọc ra ngoài không bao giờ quên chìa khóa. Cái đầu chọc này chắc chắn là có vấn đề. Cậu còn đứng đó nữa, mau mở cửa cho tôi đang rất vội. Giữa tôi và Cường ca, có một mật mã riêng để nhận biết. Thử xem đầu chọc này có phải là thật không? Cường ca đẹp trai thông minh nhất vũ trụ, anh ta không phản ứng gì cả, chắc chắn là giả mạo. Này nhóc, cậu đang nói cái quái gì vậy? Đừng giả vờ nữa, cái đồ quái vật giả mạo, hiện nguyên hình đi cái đồ quái vật. Vãi trường, đúng là khủng khiếp, cuối cùng cũng rời đi rồi. Đáng ghét, không lừa được nó. Ta không tin là không lừa được thằng nhóc này. Phiên bản nâng cấp của con sóc đột biến, chắc chắn anh ta sẽ không phát hiện ra. Người hãy đi bắt cái thằng nhóc đó về đây. Tuân lệnh chủ nhân, lần này chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Người đến! Bắt đầu đi. Bên ngoài chắc là được an toàn rồi. Cũng may là có mật mã bí mật, chứ không là niệm rồi. Chắc chắn là con khỉ gì gì đó phái đến. Tôi hỏi anh, đầu chọc đã đi đâu rồi hả? Cái tên Tiểu Cường này không nghe lời tôi gì cả. Ảo thật đấy. Sao lại có người gõ cửa nữa? Hay lại là quái vật đến? Sao lại không có ai? Vãi trường, có thứ gì đó vừa chạy qua dưới chân tôi. Thằng nhóc ngươi đúng là đồ ngốc mà. Con gà biết nói chuyện sao? Cứu tôi, có quái vật. Phiên bản nâng cấp này của Tiểu Cường thật mạnh mẽ. Tiểu Cường Hoàng Kim, vừa nãy có quái vật xuất hiện. Tại sao lại không nhắc tôi, làm cho tôi suýt đằng suất. Mau nói đi, hãy cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Chính chủ nhân đã nói với tôi như vậy trước khi đi ra ngoài. Tiểu Cường, bây giờ tôi phải đi một chuyến. Nếu tiểu ngốc gặp nguy hiểm thì nó sẽ kêu hai chữ. Ôi trời ơi! Cứu tôi! Tuân lệnh, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đó là tất cả, bây giờ tôi phải sạc một chút. Được rồi, đi ra ngoài xem kia có phải là vua khỉ không. Quả nhiên là cái con khỉ đáng ghét đó, lại còn cười với tôi nữa, để tôi xin chào bằng ngón tay với nó. Mày đi cái chỗ ấy! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi chắc chắn sẽ khiến thằng nhóc đó phải quỳ xuống van xin. Tức quá mà không làm được gì tôi, hắn ta bỏ đi rồi. Hình như là Cường ca đã trở về nhà, cái đầu chọc này mới sáng sớm đã đi đâu không biết, thật sự là suýt nữa hại chết tôi rồi. Có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Cường ca, hôm nay anh đi đâu vậy, ngủ dậy đã chả thấy anh đâu rồi. Tôi đến thị trấn để mua hai cái cửa máy mới. Đúng rồi, lúc tôi vắng nhà có xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi lại có một con quái vật giả mạo Cường ca. Rồi sao nữa? Sau đó là lại đến con quái vật biến thành một con gà. Xít nữa là tôi đang sốt thật rồi. Không phải cậu vẫn còn sống sao? Không chết là may mắn rồi. Vẫn sống thì mau theo tôi đi chặt cây nào. Cái đầu chọc này đúng là làm tôi tức chết mà. Vãi trường, là một con sóc đột biến. Sao cảm thấy con sóc đột biến này khác với trước đây? Cảm giác nó đã mạnh hơn lần trước. Tôi đột nhiên có linh cảm không được tốt. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày bình yên. Tiểu ngốc, có chuyện gì thế? Vãi trường, phía sau của anh có quái vật, vừa rồi có một con sóc lớn, đâu ra lại hai con sóc nhỏ nữa. Xem ra, hôm nay chúng ta sẽ bất ổn rồi, là con vua khỉ đó gửi tới. Hôm nay đừng đi chặt cây nữa. Sợ cái búa, có Cường ca tôi ở đây rồi. Tôi cảm thấy con khỉ đó chuẩn bị tấn công. Bên ngoài có động tĩnh. Đầu chọc đáng ghét, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, ta sẽ cho các ngươi xem đồ chơi mới.
để cho các ngươi cảm nhận được sức mạnh của vua khỉ. Thứ này có thể nâng cấp quái vật, chỉ cần đi qua là sẽ biến thành quái vật giận dữ. Zombie, hãy tấn công bọn chúng. Không tốt, tôi cảm thấy có quái vật đang đến. Quái vật lại đến rồi, hy vọng chỉ là quái vật nhỏ, là zombie. Mau chạy đi. Con zombie này cảm thấy rất khác. Đừng nhìn vào mắt của nó, cứ nín thở như bình thường. Con zombie màu đỏ kia hình như đã rời đi rồi. Con zombie này đã được nâng cấp. Cường ca, sao con zombie này lại khác so với trước? Vẫn phải nín thở mà lại không được nhìn vào mắt nó. Cậu đã quên tôi là cường hói sao? Zombie này là quái vật được nâng cấp từ zombie thường. Zombie đã được tiến hóa một bậc sẽ trông khác nhau. Con zombie máu này cũng là do con khỉ đó triệu hồi sao? Hãy ra ngoài và xem con khỉ gì đó đang làm gì. Chẳng lẽ nó lại có bảo bối gì mới nữa sao? Vãi trường, con khỉ gì đó đang làm cái quái gì vậy? Chuyện này không tốt, đó có thể là vũ khí mới của hắn. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ? Vào nhà trước đã. Tất cả quái vật đều được bước ra từ cái mặt trắng máu. Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi cầu hùng lĩnh sao? Cậu sợ cái gì chứ? Không phải là còn tiểu cường sao? Đúng rồi, tôi quên mất. Tiểu cường hoàng kim, hãy luôn sẵn sàng trong chế độ chiến đấu. Tuân lệnh chủ nhân, chế độ đã được kích hoạt. Lại có quái vật nữa, đầu chọc đáng ghét. Anh ta biết bí mật của zombie máu. Nhưng không sao, tôi còn rất nhiều quái vật nữa. Chắc chắn sẽ tiêu diệt được hắn. Ra đi nào gấu con. Hãy tiêu diệt gã đầu chọc. Không tốt, quái vật lại đến rồi. Sao nó lại đến nhanh vậy chứ? Nhưng sao con gấu biến dị này lại có màu tím? Tiểu cường, mau lên đi, tuân lệnh chủ nhân. Thật là tức quá mà, vẫn còn tên đầu chọc hoàng kim. Tôi không tin là con robot đó là bất khả chiến bại. Báo cáo chủ nhân, bên ngoài lại có kẻ tiếp tục xâm nhập. Hãy ra cho nó biến mất đi, tuân lệnh chủ nhân. Lần này thì đến lượt ngươi ra tay rồi, cứ giao nó cho tôi. Báo cáo, mức điện quá thấp, sắp sập nguồn rồi. Tiểu cường hết điện thì phải làm sao cường ca? Đừng sợ, vẫn còn tôi mà. Bên ngoài lại có quái vật đến nữa. Con heo này không phải đã chết rồi sao? Tiểu ngốc, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng gấu kêu, không nhầm thì ở trên đỉnh núi. Vãi trường, là con khỉ Gigi và hai con gấu biến dị. Trông bọn chúng đúng thật là kiêu ngạo. Tôi có mẹo để đối phó với bọn chúng. Cậu chắc chứ? Chắc chắn sẽ làm cho chúng tức giận. Bọn quái vật thối, có giỏi thì lại đây. Một mình tao cân hết chúng mày, có giỏi thì nhào vô. Cái thằng nhóc đáng ghét, dám khinh thường vua khỉ ta. Chưa bao giờ ta bị khinh thường như thế này. Các ngươi hãy chuẩn bị, ta muốn tiêu diệt gã đầu chọc. Cường ca, anh cảm thấy thế nào? Tôi ngầu đúng chứ? Ngầu cái búa, cậu tên là Tiểu Ngốc, đúng là không sai chút nào. Chúng hình như là đang muốn tấn công tôi. Không có Tiểu Cường, mau chạy đi. Vãi trường, quên mất là Tiểu Cường đang sạc điện, tôi lại vừa chọc tức bọn chúng. Vãi trường, bọn chúng đang rất là tức giận. Hình như là không còn tiếng gấu nữa. Chúng ta đã cắt đuôi được rồi. Vãi trường, tại sao cái cây này biết di chuyển? Anh nhìn cái cây đằng sau kìa, nó vừa di chuyển xong, tôi thấy không ổn. Đúng là có chút bất ổn. Tôi vừa thấy nó di chuyển một quãng đường dài. Vậy tôi sẽ dùng kẹo đồng, xem nó có phải quái vật không. Đã khóa mục tiêu, còn quái vật nhỏ cứ chạy khi còn có thể. Người đến! Vãi trường, cái cây đúng là quái vật thật. Xít nữa để nó đánh nén thành công rồi. Chắc chắn là do con khỉ đó phái người phục kích ở đây. Con khỉ Gigi đúng là đáng ghét mà. Rồi sẽ có một ngày. Có chuyện gì thế? Vãi trường, cũng may là tôi phản ứng nhanh. Hình như là đã rời đi rồi. Có zombie đằng sau mà sao cường ca anh không nhắc cho tôi? May mà tôi phản ứng kịp, chứ không là niệm thật rồi. Nhắc cậu để tôi niệm theo cậu sao? Thôi lần này bỏ qua đi. Lại có zombie đến nữa. Zombie này có chút khác biệt. Chạy đi, đây là zombie sau khi nâng cấp. Nâng cấp thì khác nhau ở chỗ nào? Thì cậu có nín thở cũng vô dụng thôi. Cường ca, đợi tôi một chút, đợi tôi với. Lại là cái con khỉ đó. Hình như hắn đang chờ chúng ta trở về. Lại là cái quái gì nữa vậy? Zombie đuổi kịp rồi, mau chạy đi. Nó thực sự không chịu bỏ cuộc. Tất cả đều do con khỉ đáng ghét. Nó sắp đuổi kịp đến cửa rồi. Mau khởi động chế độ chiến đấu. Tuân lệnh chủ nhân. Gã đầu chọc đáng ghét,
lại khiến ta mất đi một vị tướng. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi gặp thảm họa. Gấu đen, đến lượt anh ra tay rồi, đừng thất bại. Tuân lệnh ông chủ. Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt và phát hiện có một kẻ xâm nhập mới. Cậu đi giải quyết hắn đi, tuân lệnh chủ nhân. Ôi trời ơi, ảo thật đấy. Lại bị mất một người nữa, gã đầu chọc đáng ghét, gấu xanh, đến lượt cậu rồi, tuân lệnh ông chủ. Chủ nhân, lại phát hiện một kẻ chuẩn bị tấn công. Cậu đi giải quyết hắn ta đi, tuân lệnh chủ nhân. Lại là cái quái gì thế? Có cái gì mà anh lại ngạc nhiên vậy? Vãi trường, lại là cái con khỉ đó. Hắn đang nói gì thế? Cơ thể của con khỉ đó lại đổi màu khác rồi. Tôi lại có cảm giác gì đó không tốt. Hôm nay lại là một ngày bất ổn nữa sao? Hy vọng là không phải. Làm thế nào mà con khỉ gì đó lại đổi màu khác thế? Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn đó là một điều không tốt. Ai đang gõ cửa thế? Ra ngoài xem thế nào. Ai lại gõ cửa vào giờ này chứ? Chờ đã, đó chính là gấu hai mà. Đầu chọc, mau mở cửa cho tôi. Gấu nhị, cậu có chuyện gì thì nói luôn đi. Không được, phải mở cửa ra thì tôi mới nói. Cường ca, hãy mở cửa cho gấu nhị vào đi. Không được, cậu đã quên con khỉ vừa nãy như thế nào sao? Tôi cảm giác, đây chính là âm mưu của con khỉ đó. Phải làm sao bây giờ? Không sao, tôi đã có cách. Gấu nhị, cậu thích cái gì nhất? Tôi hả? Tôi thích ăn thịt nhất. Không đúng. Đây không phải là gấu nhị thật. Quái vật, đừng giả vờ nữa. Đáng ghét, như vậy mà cũng không lừa được gã đầu chọc này. Lão Tam cũng không lừa được bọn chúng. Tên đầu chọc đáng ghét này, không ngờ bọn chúng lại có thể phân biệt được thật giả. Nhưng không sao, tôi có rất nhiều đàn em trung thành. Chủ nhân, lần này cứ giao cho tôi. Còn quái vật đó hình như đã đi rồi. Những con quái vật này thật xảo quyệt. Cũng may là anh ngăn tôi lại. Bên ngoài lại có động tĩnh. Là tiếng của quái vật. Vãi trường, là con sóc đã được tiến hóa. Tiểu Cương, sẵn sàng chiến đấu, tuân lệnh. Báo cáo chủ nhân, quái vật đã bị tiêu diệt. Làm rất tốt, cậu sạc điện tiếp đi. Vãi trường, tiếng gì thế? Hình như âm thanh phát ra từ bên ngoài, lại là một đám quái vật. Đừng nhìn nữa, chuẩn bị chạy đi. Bọn này có vẻ mạnh hơn. Tiểu Cương, hãy giữ chân chúng lại. Đến rồi, bọn chúng quá hung dữ, trực tiếp phá hủy nhà. Tiểu Cường, anh hãy cố gắng lên nhé. Mệt chết tôi rồi, cuối cùng cũng thoát được. Anh để Tiểu Cường lại, lỡ bị phá hỏng thì sao? Không sao đâu, Tiểu Cường được làm bằng hợp kim siêu cứng cáp. Vậy thì tốt, giờ chúng ta đi đâu, không về nhà nữa sao? Nói thế nào thì cũng ra rồi, quay lại làm gì, mau chặt cây đi. Khi nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến chặt cây nữa? Nhanh lên nào. Đúng là gã đầu chọc, tôi cũng không biết khi nào thì Tiểu Cường Hoàng Kim sẽ trở lại. Cứ chặt cây chờ một chút đi. Cứu tôi với, có tiếng con gì thế? Là tiếng kêu cứu. Cứu tôi, có quái vật. Là một con sóc đột biến. Chỉ là một con sóc nhỏ bé mà dám đứng trước mặt ta sao? Quái vật thì nên phải xuống địa ngục. Là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch Dương, sao cậu lại ở đây lúc này? Đang trên đường về thì tôi bắt gặp quái vật. Đám quái vật đó đã đuổi theo tôi và tôi chạy đến nơi này. Chúng rất là kỳ lạ. Chúng tôi cũng vừa bị quái vật đuổi đến đây. Vậy tiếp theo anh sẽ làm cái gì? Tôi hơi đói, chuẩn bị muốn ăn chút thịt. Trên người tôi cũng không mang theo thịt gì cả. Không cần đâu, vì các ngươi chính là thịt của ta. Nó là một con gấu biến dị. Mau chạy đi. Thật khủng khiếp, hôm nay có rất nhiều quái vật giả mạo. Đừng nhìn nữa, chạy nhanh lên. Mệt chết tôi rồi, không chạy được nữa. Hình như là tiếng quái vật. Lại là một con gấu đột biến khác. Tiểu Cường đến rồi. Thật sự là quá đúng lúc.